Thưa quý vị, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103 ngày 11 tháng 8, quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục dân lập cơ sở giáo dục tiểu học tư thục, trường mẫu giáo mầm non SOS, trường tiểu học Herman Mayner trong hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ hỗ trợ một lần với hai mức 3 triệu 700 000 đồng một người và 2 triệu 200 000 đồng một người theo các đối tượng được quy định.